tạm giữ hình sự 3 người trong vụ sập tường ở Đồng Nai, 10 người chết. Đồng Tháp xuất hiện mẫu gia cầm dương tính cúm AH5N1 tại chợ. Cảnh báo tự chế rượu bia sử dụng, nhiều người tử vong. Những phận đời mưu sinh giữa trời nắng nóng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, thời tiết những ngày qua diễn biến phức tạp, đặc biệt là nắng nóng. Quý vị hãy luôn cẩn trọng bảo vệ sức khỏe bằng cách che chắn kỹ lưỡng và bổ sung dinh dưỡng quý vị nhé. Và những tin tức của nóng 24 giờ ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều thông tin liên quan đến vấn đề này. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa cho biết do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía đông, nên hôm nay ngày 15 tháng 5 và ngày mai ngày 16 tháng 5, ở Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ sẽ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ C, có nơi sẽ có thể trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là khoảng từ 11 đến 16 giờ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng cao với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ cao từ 35 độ là từ 11 giờ cho đến 16 giờ. Nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, theo trang Weather Online, trong ngày 15, ngày 16 tháng 5, chỉ số tia UV ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh ở mức 89, Đà Nẵng ở mức 12, có nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Kính thưa quý vị, vào chiều qua, tại công trình xây dựng của một doanh nghiệp nước ngoài thuê đất trong khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến cho 10 người tử vong và nhiều người khác bị thương nặng. Dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng xót xa bởi đa phần nạn nhân tử vong đều quê ở các tỉnh miền Tây. Do hạn mặn, dịch bệnh khiến họ không có việc làm, buộc bỏ xứ đi tìm kế sinh nhai và không may đã rơi vào tình cảnh thương tâm này. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cho đến sáng nay, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai cho biết đã tạm giữ hình sự Hà Huy Hải, Giám đốc công ty Hà Hải Nga và hai người khác có liên quan. Theo người dân, khi công nhân đang làm việc, bất ngờ bức tường cao 5m, dài 100m đổ sập xuống, vùi lấp nhiều người bên dưới. Hàng trăm cảnh sát cứu hộ dùng xe múc, xe cẩu lật bức tường bị sập để tìm kiếm người. Hiện trường phong tỏa nghiêm ngặt, cách nơi sập khoảng 100m. Công trình sập tường thuộc công ty AV Healthcare Hàn Quốc, chuyên sản xuất băng vệ sinh tả lót, bình sữa. Diện tích công ty thuê tại khu công nghiệp Giang Điền là hơn 21.000m2. Theo điều tra ban đầu, đơn vị thi công có dấu hiệu vi phạm xây dựng, không có hợp đồng lao động. Hiện công an đang phối hợp với Bộ Xây dựng để giám định hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc. Vào khuya 14 tháng 5, những người có mặt tại nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai không khỏi xót xa khi chứng kiến 10 nạn nhân trong vụ sập tường công trình lần lượt được người thân đón về an táng. Nhiều câu chuyện đã được kể lại, có những người vợ, người chồng đã mất nhau mãi mãi. Những người may mắn sống sót cũng không khỏi bàng hoàng, chết lặng trước sự việc đã diễn ra. Bình thường, ngọn gió thì kiểu đang đổ hồ vô vì bụi vô mắt thôi, mình cũng nghĩ y thường mượn. Không ngờ rơi xuống chị, phải biết không? Về xuống bà đâu biết gì đâu, vô tới đây mới mấy là tỉnh rồi tới. Nghe mình về tới đây mình mới tỉnh lại. Có lúc mà sập tường thì nghe nó có một cơn lốc. Mà tôi lo tập trung tôi làm. Nhiều khi tôi làm cái người đi sát bên tôi cũng thấy. Đấy, tôi nghe la lên rồi á. Thì nó đè vô thì tôi thấy tượng nhiên vậy là tôi nói tôi chết rồi. Mình đứng độ cao mà. Thì thấy vậy mình tưởng chết. Thì ra thấy ở bệnh viện này rồi. Tôi trong đầu tôi nghĩ là tôi chết rồi á. Chứ đâu nghĩ sống đâu. Nghĩ 7-8 mét rồi mình té mình đập lên cũng còn sống nổi không. Mà mình như vậy là quá may mắn rồi. Và xót xa hơn là câu chuyện của hai vợ chồng nghèo quê ở Cà Mau. Ông Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi, nạn nhân đã tử vong cùng vợ lặn lội lên Đồng Nai thuê trọ lập công trình. Được gần 2 tháng nay thì đã xảy ra vụ việc.
Trước thời điểm tai nạn xảy ra, người vợ đang làm chung giàn giáo cùng với chồng. Bà muốn lên đứng chung với chồng nhưng ông Cường không cho. Nào ngờ, đó cũng là lần cuối bà nói chuyện cùng chồng khi bức tường đang xây đổ sập và cướp đi sinh mạng của ông Cường sau đó. Chứng kiến người chồng chết trước mặt mình, bà Sương chỉ biết khóc nghẹn, nói không thành lời. Và đó chỉ là một câu chuyện trong nhiều câu chuyện đẫm nước mắt khác của cuộc mưu sinh thập tử nhất sinh này. Chúng tôi xin được gửi những lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những nạn nhân xấu số. Kính thưa quý vị, trong các bản tin trước, chúng tôi có thông tin về việc tại Đồng Tháp đã xuất hiện ổ dịch cúm AH5N1 ở hộ bà Trương Thị Mơ, ngụ ấp An Thạnh, xã An Nhơn, huyện Châu Thành, và có sự lây lan của virus cúm AH5N1 trên đàn gia cầm bán tại chợ thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp tổng hợp phòng chống dịch cúm gia cầm. Và trong diễn biến mới nhất liên quan đến vấn đề này, mới đây, ngành chức năng vừa phát hiện thêm 17 mẫu gia cầm bày bán tại các chợ nông thôn dương tính với cúm AH5N1 thuộc huyện Thanh Bình, thị xã Hồng Ngự. Cảnh báo nguy cơ lây lan của virus cúm trong môi trường rất cao, không chỉ đe dọa đến vật nuôi mà còn có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe của con người. Ngành chức năng Đồng Tháp chỉ đạo các địa phương quản lý chặt chẽ các sản phẩm gia cầm xuất nhập vào chợ. Tất cả các sản phẩm gia cầm phải đảm bảo có nguồn gốc rõ ràng, tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng nơi buôn bán giết mổ gia cầm. Tại khu vực giáp ranh biên giới, công tác kiểm soát càng phải chặt chẽ hơn. Khuyến cáo các hộ dân buôn bán giết mổ gia cầm tại các chợ cần thực hiện các bước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có biện pháp xử lý chất thải gia cầm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Sau khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, từ ngày 27 tháng 4, các trường trung học phổ thông tại An Giang được phép hoạt động. Tuy nhiên, trường trung học phổ thông Quốc Thái có nhiều học sinh là Việt kiều Campuchia. Cánh cửa biên giới vẫn chưa ấn định thời gian mở cửa, khiến cho các em gặp nhiều khó khăn. Chẳng thấy được nỗi niềm ấy, chính quyền địa phương và nhà trường đã tổ chức cho các em về Việt Nam và tình nguyện cách ly để tiếp tục việc học. Lớp học đặc biệt ấy ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Một lớp học đặc biệt có 102 đang diễn ra tại khu cách ly trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang. Lớp học được trang bị tấm kính lớn chắn ngang giữa giáo viên và học sinh. Cả phòng học chỉ có 6 học sinh, giáo viên và học sinh đều đeo khẩu trang. Thầy Trương Phú Vĩnh, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Quốc Thái cho biết, trường trung học phổ thông Quốc Thái có 69 học sinh Việt kiều Campuchia, trong đó có 21 học sinh lớp 12. Lúc xảy ra dịch Covid-19, 21 em đều bị mắc kẹt bên Campuchia. Hiện có 7 học sinh đồng ý về, còn lại vì điều kiện gia đình nên các em chưa về được. Các học sinh này phải ở lại khu cách ly 28 ngày, mọi sinh hoạt đều được bố trí theo quy định. Riêng công tác giảng dạy, trường trung học phổ thông Quốc Thái cử giáo viên đến khu cách ly dạy đều đặn suốt tuần. Sau thời gian cách ly, các em được trở lại học bình thường thì nhà trường sẽ tạo điều kiện để ôn tập, củng cố kiến thức cho các em. Tại Mexico, có đến hơn 100 người chết vì ngộ độc rượu bia. Nguyên nhân xuất phát từ việc do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nguồn cung rượu bia đã thiếu hụt tại Mexico. Nhiều người đã tự pha trộn rượu và tử vong đáng tiếc là do ngộ độc. Chỉ trong 2 tuần, đáng buồn hơn là số ca tử vong tăng đột biến sau sự kiện Ngày của Mẹ ngày 10 tháng 5. Nhiều gia đình tổ chức lễ kỷ niệm và sử dụng rượu bia tự chế. Thành phố Chicon Cuaula của Mexico buộc phải ban bố tình trạng sức khỏe khẩn cấp sau khi 17 ca tử vong được báo cáo là do uống các loại đồ uống pha trộn. Hôm qua tôi đã đưa con trai đi khám khi cháu kêu bị mệt. Sau đó con tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Mắt cháu đã bị mù. Theo chính quyền các địa phương có bệnh nhân ngộ độc rượu, một loại rượu của người dân bản địa có tên là Rifenui có chứa nhiều hóa chất nguy hiểm như methanol. Đây là nguyên nhân gây ra ngộ độc rượu. Tất cả các bệnh nhân nhập viện đều có chung triệu chứng và tất cả họ đều bệnh sau khi uống rượu trộn, rượu tự pha. Rất nhiều bệnh nhân đã tử vong khi không được điều trị kịp thời. Trong những ngày này, người dân Mexico đã tìm đến các loại rượu tự pha trộn do các nhà máy lớn sản xuất bia rượu như là Heineken và Grupo Modelo đã buộc phải dừng sản xuất do không phải là những mặt hàng thiết yếu theo quy định của chính phủ. Tại Việt Nam cũng có rất nhiều người thích tự pha trộn thêm một số thành phần khác vào rượu bia để tăng hương vị. Thậm chí là giới trẻ cũng chạy theo trào lưu pha chế những thức uống có cồn theo cách lạ, đa màu sắc và điều này là hết sức nguy hiểm, có thể dẫn đến nguy cơ ngộ độc cao. Đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh gửi đến nhiều người.
Tình hình biến đổi khí hậu đang diễn biến hết sức phức tạp, mưa nắng thất thường, dòng lốc nguy hiểm, hàng mặn bổ vây ở nhiều tỉnh miền Tây đến đỉnh điểm chưa hề có trong lịch sử, gây ảnh hưởng về đời sống, sản xuất của con người và ngay cả đến môi trường thiên nhiên, trong đó có rừng phòng hộ ven biển, có ý nghĩa rất quan trọng về an ninh quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái tại tỉnh Sóc Trăng bị đe dọa. Từ tháng 10 năm 2019 đến nay, hơn 1,5 hectare rừng đước, mắm, phòng hộ ven biển ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng bị xuống lá chết khô. Nguyên do là vì đâu? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Theo ghi nhận, khu vực có rừng bị chết nằm ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải. Hiện tại diện tích rừng do Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu quản lý đang dần chết khô, ước khoảng 1,5 hectare. Còn khu vực 175 hectare rừng do Kiểm Lâm quản lý thì đang chết khô dần, chưa thống kê được. Hồi trước mà khi có cái dự án đê biển đó, thì cái gạch dòng chùa Hồ Bể thì nó còn lưu thông, thì cái rừng này, hiện trạng rừng này rất là tốt. Sau khi cái dự án đê biển, nâng cấp đê biển giai đoạn 1 là đắp ngang cái khu vực cái Hồ Bể thì cái hiện tượng thiếu nước nó bắt đầu dần dần. Thì cao điểm nhất là hồi năm 2019, thì khoảng tháng 8 năm 2019 là cây nó có hiện tượng rụng lá. Nguyên nhân là do thiếu nước để nuôi rừng. Cả nước sông và nước biển đều không lên đến gốc rừng. Người dân cho biết từ khi thi công công trình nâng cấp đê biển, đắp đập ngang rạch Hồ Bể, dòng chùa và xây dựng lại cống Năm Đoàn vào năm 2017 đến nay làm cho nước biển không vào được rừng. Thì coi như là trước đây đó là cái rừng nước này là nước không bao giờ không có nước, nó ngập từ cái đầu gối hoặc giả là nửa chân đồ. Nước thấp lắm mà phải tới mắt cá là nước lớn lên nó hay vậy. Có từ rừng nguồn đó rồi con giống cá tép rồi hen, coi như là cô bác cũng tạm sống được khỏe. Nhưng mà từ đắp đó rồi mấy năm nay rồi thu luôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã có văn bản chấp thuận cho việc lấy nước từ kênh khu vực 175 hectare rừng qua để nuôi với hình thức đào kênh xả tràn mặt. Tuy nhiên trên thực tế không thể thực hiện. Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã có buổi họp để bàn ra các giải pháp đi đến thống nhất về các biện pháp hữu hiệu nhất trong việc cứu rừng. Hy vọng với sự chung tay của các cấp chính quyền, những cánh rừng đang xuống lá sẽ sớm được giải cứu. Đến với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, du khách trong và ngoài nước thường được mọi người nơi đây nhắn nhủ nên ra đường vào buổi tối vì Hà Nội và Sài Gòn đẹp về đêm. Thế nhưng càng ngày người ta càng nhận thấy rằng câu nhắn nhủ này còn có hàm ý cảnh báo về tình hình giao thông hiện nay của hai thành phố lớn nhất nước này. Những điều mà Diễm Loan vừa chia sẻ thì làm cho Quý Bảo cảm thấy nhớ đến một trích đoạn hài rất thâm thúy trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất cũng nói về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi lại quý vị nhé. Tắc đường bây giờ là một phần tất yếu của cuộc sống. Bỗng nhiên một ngày mà nó đường thông hè thoáng dân không chịu nổi đâu à. Thần biết chứ. Vừa rồi thần cho thử ở trên hè đã, thần cho thoáng đi. Cử một anh trợ lý xuống làm sạch sẽ luôn. Ui dân phản đối ầm ầm. Anh trợ lý sợ quá trốn lên rừng ở ẩn. Bây giờ đường lại chật, hè lại chật, tất cả lại chật như xưa. Dân thấy sung sướng nồng nàn ấm áp lắm. Vâng, phải nói là cười ra nước mắt với clip hài vừa rồi đúng không ạ? Và sau đây sẽ là những hình ảnh rất chân thực được ghi nhận tại Hà Nội mới đây khi hàng trăm phương tiện phải rất vất vả đi về trên một con đường ùn ứ. Nạn kẹt xe không chỉ ở trung tâm mà còn ở tất cả các cửa ngõ của thành phố thưa quý vị. Đây chỉ là một trong nhiều cảnh ùn tắc giao thông diễn ra hàng ngày tại Hà Nội. Hàng ngày người dân thủ đô phải đối mặt với những vụ kẹt xe nghiêm trọng kéo dài suốt nhiều giờ khiến giao thông tại những khu vực này tê liệt. Hệ quả là hàng nghìn người trễ giờ làm, trễ giờ học, nhiều người phải chờ cả buổi mới về được đến nhà hoặc là đến chỗ làm, đến chỗ học thưa quý vị. Đúng là nỗi ám ảnh mang tên kẹt xe. Nhiều người có suy nghĩ đi đâu thì đi, nhưng về đến nhà mình rồi thì sẽ luôn an toàn. Nhưng khi xem xong đoạn clip ngay sau đây thì chắc chắn quý vị sẽ có suy nghĩ lại, bởi nạn nhân trong đoạn clip đã đối đầu với một tên cướp táo tợn ngay trước cửa nhà mình. Quý vị hãy tập trung chú ý vào người phụ nữ đi xe máy, mặc cái đầm màu xanh nhé. Về đến trước cửa nhà, đang chuẩn bị mở cửa thì có một người đàn ông đứng tuổi chạy xe máy vào. Chắc hẳn là người đàn ông này đi nhầm đường nên người phụ nữ không mấy quan tâm. Cho đến khi hắn ta ra tay giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi phóng xe chạy mất thì mọi việc đã quá muộn. Thật tội nghiệp cho nạn nhân chạy theo hô hoáng, vấp té sỏng xoài trong vô vọng. Chị em hãy nhớ nhé, đã đeo nữ trang thì phải kín cổng cao tường, đừng để lọt vào tầm ngắm của đạo chích.
Tiếp theo là một phi vụ trộm điện thoại trong khi gia chủ đang ngủ say, nhưng không phải là một chiếc điện thoại thưa quý vị, mà tên trộm đã trúng mánh khi cưỡng luôn một lần 4 chiếc điện thoại một cách quá dễ dàng. Như quý vị đang thấy, 4 người phụ nữ đang ngủ rất say thì một tên trộm không mặc áo đột nhập vào lục lọi tài sản. Sau một hồi lục không thấy gì có giá trị, hắn liền lại gần 4 người phụ nữ đang say giấc ngủ và lấy luôn 4 cái điện thoại xịn sò và cao chạy xa bay mà gia chủ vẫn không hề hay biết gì. Phải công nhận ngủ say là rất tốt cho sức khỏe, nhưng đôi khi ngủ say quá cũng khá tốn kém thưa quý vị. Sau thời gian im ắng, mới đây nàng Hoàng My Tóc Nâu bất ngờ livestream cover hàng loạt các bản hit của bản thân và một số ca khúc đình đám của các nghệ sĩ khác như là Chibu, Đức Phúc, v.v. khiến cho khán giả thích thú. Cô nàng đã tỏ ra bối rối và ngại ngùng vì đã lâu không xuất hiện trước khán giả. Nhưng khi Hoàng My Tóc Nâu cất giọng hát cao, thanh thoát và đầy nội lực, thì Diễm Loan tin chắc rằng hàng loạt fan đã phải tan chảy vì cô gái này thưa quý vị. Vì yêu mà em thấu hiểu, dù anh có là gì anh chẳng có gì vẫn yêu. Trả lại anh muốn bên anh đến lúc em già vẫn là của em. Vậy tại sao tình yêu mà em đã trao rồi đã còn đi lấy lại cho ai chẳng. Trong livestream, Mỹ Tâm vui vẻ tâm sự với fan cũng như là bày tỏ sự hào hứng khi người hâm mộ vẫn muốn lắng nghe giọng hát của mình. Hình ảnh cô trong trang phục áo sơ mi trắng, mái tóc xõa đơn giản và ôm cây đàn guitar ngân nga, hàng loạt ca khúc đình đám của V-pop lập tức gây bão trên mạng xã hội. Bài đăng của cô thu hút hơn 2.000 lượt yêu thích và hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Cuối đoạn livestream, Mỹ Tâm cũng xin phép nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh được cover lại ca khúc Từ Đó. Nhạc phim Mắt Biếc. Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngân, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu, hoa vào cây vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng trong bài ca ta bước thanh thang. Trước khi trình bày ca khúc này, nữ ca sĩ cũng thừa nhận là cô chỉ vừa nghe lại bài hát này ngày hôm qua và Mỹ Tâm cũng gửi lời xin lỗi đến nam nhạc sĩ vì có một đoạn trong bài cô không biết hát. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng mong muốn sẽ có những buổi livestream tương tự để phục vụ khán giả. Trong tim dung hân hoan và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngân, làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng nóng như đổ lửa trong những ngày qua khiến cho nhiều người không dám di chuyển ra đường hoặc chỉ cố thủ ở nhà với máy điều hòa, quạt mát để tránh nóng. Tuy nhiên, ngay những tuyến đường, góc phố vẫn có những người phải phơi mình dưới nắng hàng giờ đồng hồ để kiếm miếng ăn. Thời tiết đã khiến cho cuộc sống của họ trở nên vất vả, cực nhọc hơn rất nhiều lần. Và nhóm phóng viên của chúng tôi đã kịp ghi lại được những khoảnh khắc mưu sinh của người dân tại thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Không chút gió, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên, không khí càng thêm ngột ngạt. Trên đường ai cũng bịt kính để bảo vệ da khỏi bị tổn hại. Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều người lao động như anh Trần Trọng Lực vẫn phải phơi mình làm việc kiếm sống. Như nắng nóng rồi ra nó ảnh hưởng về sức khỏe, như lã mồ hôi, nhiều khi đi một đoạn chút xíu thôi là mồ hôi nước lã chả rồi. Nói chung là mình, cái cơ thể mình luôn luôn lúc nào nó cũng thiếu nước, nó tiết mồ hôi. Bây giờ này phải chịu thôi chứ giờ mình phải, bây giờ nắng nóng quá thì lúc không có khách thì vô mấy cái lùm cây rồi kiếm mấy cái bóng mát rồi nghỉ cho nó ổn vậy thôi chứ chừ nào có khách thì thời nắng nóng cũng phải chấp nhận rồi. Dọc một số trục đường trung tâm thành phố, không ít người vẫn cắn răng, tất bật với công việc vì miếng cơm manh áo.
đôi lúc mệt quá họ tìm mọi bóng râm bên đường để tránh nắng. Theo ông Trần Văn Quang, những ngày nghỉ dịch cuộc sống đã nhiều khó khăn, giờ phải tranh thủ kiếm sống. Sao mà tự nhiên năm nay rồi hỏi người nào cũng vậy, đi ra lộ là chịu không nổi, nắng nó nóng, đây qua lộ chút xíu là ở trong nhà nếu dặn ngọt máy chịu không nổi, chạy mướn nhà trọ tiền điện không mà đóng không chịu không nổi. Chú thấy là ngồi ngoài lộ đó mà có bóng cây mà còn đổ mồ hôi đó, chịu không nổi thiệt. Mình người lớn già rồi còn mấy đứa nít thì mình không biết sao, còn mấy người mà bệnh hoạn nữa là nằm nhà thương chắc cũng hơi mệt đó. Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ hiện tại của thành phố Cần Thơ là 36 độ và theo dự báo ngày hôm nay nhiệt độ có thể lên đến 38 độ C, và với tình trạng nhiệt độ cao và nắng nóng kéo dài như thế này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho sinh hoạt của người dân cũng như là hoạt động kinh doanh mua bán. Theo chuyên gia, nguyên nhân nền nhiệt cao do đây là đỉnh điểm của mùa khô, nắng nóng đạt đỉnh. Bên cạnh đó là nhiệt cộng hưởng từ các nguồn khác khiến tia UV tăng cường độ ảnh hưởng đến sức khỏe. Cảnh báo từ các chuyên gia, tùy vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng, người lao động có thể gặp những vấn đề nhẹ như hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, nhịp thở, nặng sẽ đau đầu, khó thở tăng dần, buồn nôn, ngất xỉu và có thể tử vong. Tiếp xúc với nắng mặt trời trong một thời gian dài thì có thể xuất hiện các vấn đề. Thứ nhất đó là các vấn đề về sắc tố như là nám, tàn nhang hoặc rạm nắng. Thứ hai là da mình sẽ giảm tính đàn hồi và xuất hiện các nếp nhăn nhiều hơn. Ngoài ra, đặc biệt là nếu bạn tiếp xúc với nắng mặt trời trong một thời gian dài ở nhiệt độ cao thì mình còn có thể xuất hiện các vấn đề là ung thư da. Về cách phòng tránh thì cơ bản nhất là che chắn và chống nắng. Về che chắn là mình nên sử dụng áo khoác, khẩu trang, nón hoặc vớ trước khi ra ngoài. Về chống nắng thì mình nên bôi kem chống nắng từ 15 tới 30 phút trước khi ra ngoài và ít nhất là 2 lần một ngày. Đây là biện pháp cơ bản và quan trọng nhất. Ngoài ra thì bạn cũng nên cấp ẩm đủ cho da vì các vấn đề về sắc tố thường xuất hiện ở những người mà có tình trạng da khô nhiều hơn. Để tránh những tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe, người làm việc trong thời tiết nắng nóng nên bố trí thời gian làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Nếu bắt buộc phải làm việc sau khoảng 45 phút đến 1 tiếng nên nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp, có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất. Khi gặp các biểu hiện như chóng mặt, buồn nôn, ra mồ hôi quá nhiều, phải lập tức dừng công việc, tìm chỗ thoáng mát nghỉ ngơi. Các trường hợp nặng phải đến cơ sở y tế gần nhất. Trong khó khăn chung với những tác động của dịch bệnh, việc kịp thời quan tâm đến học trò nghèo, đảm bảo an toàn công tác giảng dạy đã thực sự lan tỏa yêu thương tại nhiều địa phương. Và Hậu Giang cũng không ngoại lệ, với phương châm để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19. Địa phương này đã có sự hỗ trợ kịp thời, không chỉ là các suất học bổng cho học trò khó khăn, mà còn hỗ trợ giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa dịch cho nhiều điểm trường. Sau đây là ghi nhận thực tế của phóng viên chương trình tại tỉnh Hậu Giang. Trần Thị Thanh Ngân đã từng bật khóc khi nghĩ đến thời gian trở lại trường bởi gia đình gặp khó khăn. Cha mẹ em làm ruộng thuê, qua năm chắc chiêu, chỉ lo đủ bốn miệng ăn. Là chị lớn, mỗi ngày sau giờ học, Ngân lại tranh thủ phụ giúp việc trong ngoài nhà. Mấy hôm nay, tâm trạng em vô cùng phấn khởi vì là một trong 10 học sinh được nhận suất học bổng đặc biệt hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn sau mùa dịch. Gia đình ba mẹ thì đi làm ruộng và lo cho em học thì cũng hơi khó khăn. Và mùa dịch này thì nghỉ ở nhà thì cái việc mà đi làm của ba mẹ thì cũng gặp khó khăn nên là vô trường thì cũng thiếu thốn. Nhờ có học bổng thì có thể mua những đồ dùng học tập cần thiết như là sách vở, tài liệu và những gì cần thiết cho việc học. Nhiều học sinh thuộc diện khó khăn vừa đi học lại đã được tiếp sức từ chương trình cùng con đến trường an toàn trong mùa dịch tại Hậu Giang. Bên cạnh phần hỗ trợ chi phí học tập để học sinh không bị bỏ học giữa chừng khi cha mẹ bị mất việc, mất thu nhập trong mùa dịch bệnh, ở các điểm trường trên địa bàn cũng sẽ được hỗ trợ khẩu trang, máy và dung dịch sát khuẩn. Hiện tại thì nhà em có 7 thành viên, cha em thì công việc thì cũng chưa ổn định tại vì cha em sửa máy, công việc khá là bấp bênh. Rồi mẹ em thì chỉ ở nhà nội trợ thôi, tại vì dịch bệnh rồi ba em không có đi làm được nhiều cho nên là kinh tế gia đình không có ổn định cho lắm. Em được lãnh học bổng rất là vui tại vì
hoàn cảnh thì khó khăn, mà em được thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em một khoản tiền nhỏ để trang trải trong cuộc sống của mình cũng như trong học tập. Nó đã góp phần thứ nhất là giúp cho nhà trường vượt qua những cái khó khăn trong cái mùa dịch, giúp những cái khẩu trang, những cái máy sát khuẩn thật, đó là rất là đúng với cái nghĩa thiết thực hiện tại. Cái thứ hai, còn đối với học sinh á, thì hoàn cảnh cũng có rất nhiều em khó khăn. Thì cái chương trình mặc dù á, là chúng ta thấy cái số lượng học sinh á, là 10 em, nhưng mà đó là một cái chương trình để tạo sự lan tỏa cho những cái học sinh khác, để các em cố gắng học tập, để cũng được hưởng những cái chính sách, những cái học bổng thiết thực như thế, để các em cố gắng vượt qua cái giai đoạn đầy khó khăn này. Khẩu trang thì hiện tại là chúng tôi có thể đảm nhận là khoảng 100.000 học sinh sẽ có khẩu trang trong cái chương trình này. Máy rửa tay sát khuẩn và dung dịch thì được chủ yếu là được chính quyền các cấp ủng hộ và các mạnh thường quân ủng hộ, thì hiện tại là chúng tôi có hơn 100 cái máy để trang cấp cho khoảng hơn 100 trường. Còn học phí, chi phí cho học sinh khó khăn đó, thì hiện tôi có nguồn khoảng 100 em, trước mắt là hơn 100 em, và các khi chương trình được lan tỏa đó thì nhiều người cũng đã đăng ký ủng hộ. Thì với cộng đồng trách nhiệm như thế thì tôi nghĩ rằng từ đây cho tới khi các con kết thúc năm học là mục tiêu của chúng tôi sẽ có khoảng 300 học sinh được tiếp cận với cái nguồn hỗ trợ học tập. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa và kinh phí được kêu gọi từ cộng đồng với mong muốn ít nhất 50.000 học sinh toàn tỉnh sẽ được thụ hưởng. Hậu Giang là tỉnh nghèo, công tác giáo dục và đào tạo luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Ngay từ sớm, tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động sự tham gia tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Đặc biệt, trong khó khăn chung với những tác động của dịch bệnh, việc kịp thời quan tâm đến học trò nghèo, đảm bảo an toàn công tác giảng dạy đã thực sự lan tỏa yêu thương. Đến đây thì thời lượng dành cho Nóng 24 giờ cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này vào ngày mai trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Long An để tiếp tục cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất quý vị nhé.